Chào mọi người, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi đèn đỏ trên máy Honeywell PC42T. Thì lỗi đèn đỏ trên máy là do những nhân sau: một là do cảm biến của máy đặt sai vị trí, hai là do máy chưa hiểu được khẩu giấy đang đặt trong máy. Thì trường thứ nhất thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cân chỉnh lại cái cảm biến của bên trong của máy. Các bạn để ý thấy cái con cảm biến màu đỏ là con mắt đọc giấy. Đây, nó sẽ có hai mức như sau, là mức mũi tên ở trên thân máy này. Các bạn đặt trên cảm biến nó cũng có một cái mũi tên, và các bạn đẩy nó sao cho nó vào bên trong hai cái mũi tên đó là được. Như vậy đó. Rồi, cái tiếp theo là các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn để cho clip lại cái khẩu giấy trong máy này. Đầu tiên các bạn tắt nguồn đi, sau đó nhấn giữ nút fit này, nhấn đi giữ luôn, rồi bật nguồn. Thao tác này để clip lại khẩu giấy cho nó, máy nó hiểu được khẩu giấy trong máy và để in được chính xác và đẹp hơn. Rồi mình sẽ bắt đầu in. Bắt đầu nó sẽ in ra một đoạn sao test thông tin của máy. Rồi các bạn sẽ chờ nó chạy ra cái chữ Direct Protocol. Các bạn chờ khi nào nó chạy ra in được dòng chữ này Direct Protocol là máy đã hiểu được cái khổ giấy trong máy. Đây, khi nào bạn đánh fit mà nó ra từng dòng thế này, từng hàng này là có thể in, bắt đầu in được. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cách để khắc phục lỗi báo đèn đỏ trên máy này. Mọi vấn đề kỹ thuật về máy Honeywell cũng như những máy in vạch khác thì các bạn vui lòng liên hệ đến công ty Mạ Vạch để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp. Xin cảm ơn.